mấy năm rồi? Em bán rồi, là khoảng cũng lâu rồi chứ à? Năm rồi đấy. Mấy? Hơn 3 năm rồi. Hơn 3 năm rồi đó hả? 9 rồi đồng 3. Ồ. 18, 19 này là 3. Bán cho vui thôi chứ lời lỡm gì. Ở nhà sợ vợ chửi hả? Sợ vợ chửi. Phải không bác Tuấn? Nhận không? Ở nhà anh... Ở nhà thì vợ nó chửi đúng không? Ông nói nhà vợ nó chửi. Dạ nói chứ ổng ưng ra đây ngồi bán gì ổng nhìn gái chứ không chị, còn ở nhà đâu vợ chửi lỗi chết. Ừ. Dạ. Lúc nào tay chân dơ giấy về nhìn gì không nói vậy chứ ra đây ngồi nó thấy vợ không ít nhiều nó cũng vui, vui chứ. Dạ nó thoải mái. Gặp người này người kia thà ở nhà mình có công việc gì khác á thì nó ấy. Giờ ra bán hành tỏi chanh vậy cho nói chung là ngày cũng kiếm được tiền chợ vậy đúng không? Quà ngon bán ở đây bán tỏi ngon ghê luôn á. Sao không hạ cái miếng nó xuống? Hạ xuống tí nó công an nó đuổi á. À. Giờ làm triệu bạc ấy, tiền sắt được không bao nhiêu mà tiền nhậu với tiền cà phê chết. Ôi, cái đẹp này. Công nhận hành đây đẹp ghê ạ. Thế là làm sạch gì luôn á hả? Ngồi rảnh có làm gì đâu bác. Ở đây mấy cái bà bán phở đây mấy bài thứ lắm. À. Cần lắm. Khó lắm. Khó lắm. Bà cầm da bà xé này. Em bị bà đuổi mấy lần này, chạy bấm tờ. Bữa nay nhìn vắng dữ ta. Review đúng không? Bây giờ hỏi gì trả lời cho. Đúng rồi, đang review. Hỏi gì trả lời cho đăng review nè. Này bán đây bán được không? Ngày cũng được 2-3 ngàn. 2-3 ngàn đô. 2-3 ngàn đô. Vợ chửi quá. Vợ chửi quá. Bán chiếu đi bán về nhà đưa có 10 ngàn. Cũng được. Như là trưa về có sách con vịt con gà gì về nó nè này ăn cả ngày. Dạ không biết sao sách kỹ thuật nói vậy chứ vịt này mà ra bán là kiếm một ký thịt con vịt có chua lắm vậy đâu phải. Khó lắm, hồi xưa rồi còn kiếm được. Dạ một nó cân một trong mình một bó hành lá đây này. Bây giờ cân này lên một không hai ba lạng liền. Như đó chắc nhiều quá. Đấy thế. Mà nếu mà người ta mà lột người ta mới biết. Đây là anh bán hành đẹp nhất cái chợ chợ Tân Mai này nha ông bà cô chú anh chị. Đó, anh này là đẹp nhất. Bán thôi, bán phở dạ. Nói rõ. Ổng chỉ sợ cái bà bán phở thôi. Còn ngồi ra là không sợ ai luôn. Tỏi năm nay có lên không ta? Tỏi chưa lên nhưng mà hành lên. Hành cũ nó lên hả? Hành đắt lắm. Cực đắt. Tỏi thì nó chưa lên Tết. Tết chứ không là tỏi chắc phải tới Noel nó mới lên. Bán bày bậy nó kiếm kiếm tiền trả hành này nó bán cho mình bó nhiều rồi bó 1 ký bó này làm tới đâu tới 1 ký nó tính tiền 1 ký đó bà đắt rồi vô luôn á. Này lột rồi xong còn mấy trăm gram. Nửa.
cực hả? Phải lọc làm cho sạch. Là phải diệt rửa thôi. Nếu mà mình có nước ở đây mình rửa luôn sao? Này không có nước. Không, hình như rửa nó nó úng. Rửa là mới bà về làm luôn. Đúng rồi, rửa là về thí dụ ăn trong ngày này luôn á. Đúng rồi. Ông bà cô chú anh chị thân mến, là cái đây là cái chợ Tân Mai, nhưng mà do tình hình dịch nó còn diễn biến phức tạp á, nên bây giờ chợ ở đây nó cũng còn rất là vắng. Ở đây chính quyền địa phương người ta chưa cho bán, nên ngồi bán vậy thôi, chứ chừng người ta dí thì cũng chạy. Anh ấy không có sợ công an, anh sợ bán phở. Đây anh này không sợ công an mà sợ bà bán phở. Lọc cho bà ở đây hả? Bà mua nguyên bó luôn á. Coi như bà đặt mình nguyên bó luôn hay gì? Cũng gần hết bó. Bữa nào mà ghét không giao hành cho bà cũng hơi bị đuối à. Bà gì? Không giao hành cho bà cũng hơi bị đuối à. Chanh đây bán, cha chanh rồi đẹp ghê ha. Chanh tỏi. Vậy thôi là đủ sống rồi đó nha bà cô chú anh chị, đơn giản vậy thôi. Đơn giản vậy thôi là cũng đủ sống rồi. Rồi sáng bỏ mối lột thêm ba cái hành này nữa. Nói vậy chứ mấy con xe cọp đó nha. Nói vậy chứ bán đơn giản vậy thôi chứ cũng sống được. Nói chung vậy cũng có tiền chợ, tiền đồ. Không sống được. Sáng này là cái này là mình chạy xuống dưới chợ Tâm Hiệp khu phố 4 phải không? Không, lên trên ra tới ngoài Tân Biên mãi hả? Ồ, xa dữ vậy hả? Hôm nào mà thiếu món thì về dưới này. Ví dụ như là mình lấy cái gì nó lại lạ, người ta không có. Tân Biên nó nhiều hơn. Tân Biên giờ nó bán ngoài đường. Như chợ sạc được đâu để mở cửa đâu. Sạc được. Cái vùng dịch như mình. Sạc được nó còn đóng cửa. Công nhận hành làm ra đẹp quá ha. Không, hôm nay là không đẹp. Không đẹp không? Nó bị nước. Chợ nó vắng về nha bà cô chú anh chị. Và nay nó vắng thấy ớn rồi. Vắng cùng thế rồi. Chút nữa chỗ kia có mấy người ngồi nữa chứ hả? Hai người. Ngồi đây sớm. Bà cô chú anh chị thân mến, cái video mình review cái anh bán hành tỏi ở ngay chợ Tân Mai thì đến đây cũng kết thúc nha. Hẹn ông bà cô chú anh chị mình video tiếp theo. Chào tạm biệt nha.